Dạ, Nam Mô Bụt Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do chị Hồng Mai tụng đọc. Xin mời chị Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ. Xin chào toàn thể học viên trong lớp. Hôm nay Hồng Mai xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê ha wat thum hi khê tê phum ma cha yan tu đê wa cha la tha la vi sa mê yang kha gan tha ba na ga ti than ta san ti ke yang muni wa ga wa cha nang sa pha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta nam mô ta Sāpagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sankham saranam gacchami Dutiyampi buddhaṃ saranam gacchami Dutiyampi dhammaṃ saranam gacchami Dutiyampi sankham saranam gacchami Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchami Tatiyampi dhammaṃ saranam gacchami Tatiyampi sankham saranam gacchami Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viccā caraṇa sampanno sugato lokaviru anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussānaṃ buddho bhagavati Natthi me saranam anyam buddho me saranam varam Etena satcha vachena hotu me chaya mangalam Uttamam yena vandeham padapam sum varuttamam Buddhe yo kalito doso buddho kamatutam mamam Svākhāto bhagavata dhammo sandhittikō akālikō ehi passikō opanayikō paccattaṃ vedita bhovinyuhiti natthi me saranaṃ anyaṃ dhammo me saranaṃ varaṃ etena satcha vacchena hotu me jaya mangalaṃ Uttamam yena vandeham dhammaṃ caduvitaṃ varaṃ dhamme yo kalito doso dhammo kamatutaṃ mamaṃ suppatippanno bhagavato sāvaka saṅgho ucuppatippanno bhagavato sāvaka saṅgho ñāyappatippanno bhagavato Sāvaka saṅgho sāmīcci patippanno bhagavato sāvaka saṅgho yadidaṃ cattāri purisa yugāni attha purisa puggalā essa bhagavato sāvaka saṅgho āhuneyyo pāhuneyyo dakkhinayyo añcalikaraṇīyo anuttaraṃ puṇyakkhetaṃ lokassa tinatthi me saranaṃ anyaṃ
sang khô mê sa năng quá răng ê tê na sát cha vật chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sang khánh cha đuôi thốt ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mà tu tăng mà măng hoàn đà ni chê ti yăng sát băng sát bát tha nê súc bát tít thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thình bút sa ru phăng sa ca lăng sa đa sam bút thề áp sa vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê phanh cha sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa hăng tê sang thâm anh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra đu pha quê na hàm toa sắp đề u pháp đa quê a nê ca an ta ra ya si huy na sàm tu a sê sà tô sàm bút thê bánh cha bánh nha sanh cha tu vi sa ti sa hát sa kê đa sa sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm manh cha sang khanh cha a da tê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hàm toa sắp bê u pháp đa huê a nê ca an ta ra ya vi huy na sàm tu a sê sa tô sàm bút thê na bút ta ra sắp tê a ta chắp ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hàm toa sắp đề u pát đa huê a nê ca an ta ra ya pi huy na sàn tu a sê sa tô sắp đề pu rát ti ma ya đi sa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề pu rát ti ma ya anu bi sa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya đi sa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề đắc khi na ya anu đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya anu đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya anu đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út pa ri ma ya đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề hết đi ma ya đi sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề sát ta a huê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp gia bắp cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô ga hòn tu sâm pháp tì hi sa mít chan tu su khi áp ta năng pha ri ha ràn tu đúc kha bắp ta cha nít đúc kha pha yát bắp ta cha nít pha ya so ka pat ta cha nít so ka hòn tu sắp đề ti pa ni no a ka sát tha cha phum ma tha đề wa na ga ma hít ti ka vun nhang no a nu mô đàn tu chi răng rắc khan tu sa sa năng a ka sát tha cha phum ma tha đề wa na ga Mahitika Vunyang no anumodan tu chi rang rắc khan tu no garu Akasattha cha phum mattha
Devanaga Mahitika Punyang no anumodam tuti rang rak ham du nhà ta yo akasattha cha pummattha deva naga mahitika punyang no anumodam tuti rang rak ham du panino akasattha cha pummattha deva naga mahitika punyang no anumodam tuti rang rak ham tu no sada idang watano punyang asawak kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã tụng đọc xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ để cầm bích để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mại Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay mình học tiếp phần tụ nhân. Trước khi phần nghe giảng thì chúng ta cũng đọc ôn lại các đầu đề. Phần đầu đề nhị này, nếu mà có thời gian khắp tử mình học thuộc lòng được thì chúng ta cố gắng học thuộc lòng luôn tiếng Bali. Tại chỉ 100 câu pháp thì nó cũng không có nhiều. Học thuộc lòng luôn cái tiếng Bali. Thì để sau sư sẽ soạn lại một cái file bằng tiếng Bali không. Rồi tức là mình vừa đọc cái file tiếng Việt, file Bali Việt, rồi một file riêng về tiếng Bali. Để mình đọc học xong mình có thể thuộc lòng giống như là đầu đề tam mà mình nghe chư tăng hay tụng. Phần đồng đề nhị này thì hầu như mình chư tăng mình ít có học, cho nên không có bị để mà thuộc lòng để mình tụng đọc giống như là đầu đề tam. Nhưng ở bên Thái, chư tăng ở bên Thái thì, tức là trong những buổi lễ cầu siêu mà lớn lớn, người ta cũng hay tụng đọc cái phần đầu đề nhị này, tức là chư tăng học thuộc lòng luôn cả 100 câu pháp là học thuộc lòng. Thì thật ra nó cũng không có khó. Nhưng mà quyết tâm học thì chúng ta học được không? Giống như hôm trước chúng ta thấy là có những bức ảnh mà đăng về các Phật tử Myanmar mà học Phật pháp, chúng ta thấy không? Người tám mấy 90 tuổi người ta vẫn học vi pháp, học bộ thắng pháp tập uy luận, rồi ngồi trả bài. Các bài kiểm tra chúng ta thấy các tử nam nữ người ta học rất là đông. Trong khi đó mình thì khi có mấy câu Bali là mình sợ lên sợ xuống này. Cái niềm tin của mình yếu quá. Niềm tin của mình yếu quá. Niềm tin trong cái việc học hỏi Phật pháp mình yếu. Đó là cố gắng học tiếng. Trong kinh điển Bali mình muốn hiểu là cái trước tiên đó là hầu như là phải thọ trì bằng cách học thuộc lòng. Chỉ có cách học thuộc lòng trước rồi chúng ta hiểu, chúng ta mới có thể trình bày được. Còn nếu mà không có kiến thức thuộc lòng, chúng ta có nói chỗ này giống đốm đốm vậy, nói được chỗ này tí chỗ kia tí, nó có liên tục, lý do mình không có nhớ. Vì chúng ta ngày xưa đọc lại các tử thấy là xưa cũng cố gắng đọc qua đọc lại, đó là ra nhiều khi các tử mình cũng đã đọc được hết, nhưng mà sư vẫn đọc, vừa đọc để cho các tử mình đọc theo mà cũng để nhớ, tức là nhờ hướng dẫn các tử rồi đọc qua đọc lại. Ra đầu đề nhị này có thời gian là sư đã học thuộc lòng 100 câu pháp này. Dạ, mình học xong rồi mình ít có tụng đọc lại cho nên mình quên đi.
cũng cũng không có khó, tại chúng ta thấy là từng tụ như vậy thay đổi một tí thôi. À, chỉ có một vài ví dụ như là ở đầu đề đại đỉnh hay là tiểu đỉnh gì đó hay y bối cái phần đó nó hơi khó tí. Còn các đầu đề mà dạng tụ tụ này thì hầu như thay đổi một tí thôi. À, một tí thôi, cho nên không có khó để mình có thể nhớ. Bây giờ sư sẽ đọc trước rồi sau đó mời mời lớp đọc ha. Tụ nhân hê tú gối cá số 1 hê tô tham ma các pháp nhân nó hê tô tham ma các pháp phi nhân sa hê tô ca tham ma các pháp vũ nhân a hê tô ca tham ma các pháp vô nhân số 3 hê tô sam yu ta tham ma các pháp tương ưng nhân hê tô vi yu ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân số 4 hê tô chê quá tham ma sa hê tô ca chát các pháp nhân và hữu nhân sa hê tô ca chê quá tham ma na cha hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân số 5 hê tô chê quá tham ma hê tô sam yu ta chát các pháp hữu nhân các pháp nhân và tương ưng nhân hê tô sam yu ta hê tu sam với ta chi quá tham ma nó cho hê tu các pháp tư ưng nhân mà phi nhân số 6 hê tu kho bát na tham ma sa hê tu ca pí a hê tu ca pí các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân. À, bây giờ mời lớp đọc lại cái phần này giúp sư đi cô Phước Chiên mà lớp đọc giúp sư. Dạ, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Dạ, con xin đọc bài. Tụ nhân hê tú gấp chá cá. Một, hê tu tham ma, các pháp nhân. Ná hê tu tham ma, các pháp phi nhân. Hai, xá hê tú ca tham ma, các pháp phổ nhân. A hê tu ca tham ma các pháp vô nhân. Ba hê tu sam bá yút ta tham ma các pháp tương ưng nhân. Hê tu viết bá yút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Hê tu chê quá tham ma sa hê tu ca chát các pháp nhân và hữu nhân. Sa hê tu ca chê quá tham ma na chá hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ, bạch sư đẩy lên giùm con ạ. Năm, hê tu chê quá tham ma hê tu sam bá yút ta chá các pháp nhân và tương ưng nhân. Hê tu sam bá yút ta chê quá tham ma na chá hê tu các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Sáu, ná hê tu khô bá ná tham ma sa hê tu ca bí a hê tu ca biết các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân mà vô nhân. Dạ bạch sư con đọc bài xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Bạch sư con xin đọc bài ạ. Một tụ nhân hê tú gấp các cá một hê tu tham ma các pháp nhân ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Hai, xá hê tú ca tham ma, các pháp hữu nhân. Á hê tú ca tham ma, các pháp vô nhân. Ba, hê tú sam pa yút ta tham ma, các pháp tương ưng nhân. Hê tú quýt pa yút ta tham ma, các pháp bất tương ưng nhân. Bốn, hê tú chê quá tham ma, xá hê tú ca chá, các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tú ca chê quá tham ma ná chá hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Năm hê tu chê quá tham ma hê tu sam pa yút ta chá các pháp nhân và tương ưng nhân.
hê tú sâm phá dứt ta chê quá thâm ma ná chá hê tu các pháp tương ưng nhân mà phi nhân sáu ná hê tu khô phá ná thâm ma ná hê tú ca tí a hê tú ca tí các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân. Sư sư con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bài ạ. Tụng nhân hê tú gốc chắc tá một hê tu tham ma các pháp nhân ná hê tu tham ma các pháp phi nhân hai tế hê tú ca tham ma các pháp hữu nhân a hê tu ca tham ma các pháp vô nhân ba hê tú sâm tá rút ta tham ma các pháp tương ưng nhân hê tú rút tá ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân bốn hê tu chê quá tham ma tá hê tu ca chá các pháp nhân và hữu nhân tá hê tu ca chê quá tham ma hồi sao em luôn rồi thưa tại vì nó bị che thôi con không đọc tá hê tu ca chá câu số 5 hê tu chê quá tham ma hê tu sam tá rút ta chá các pháp nhân và tương ưng nhân hê tu sam tá rút ta chê quá tham ma ná chá hê tu các pháp tương ưng nhân là phi nhân câu số 6 ná hê tu khô cả ná tham ma chá hê tu ca tí á hê tu ca tí các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ bài sư con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời cô Diệu Thiện ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Kính đảnh lễ với cô tu nữ và kính chào cả lớp. Con xin được đọc bài tụ nhân hê tú gót chát cá số nhật số 1 hê tu tham ma các pháp nhân ná hê tu tham ma các pháp phi nhân số 2 sa hê tu ca tham ma các pháp hữu nhân á hê tu ca tham ma các pháp vô nhân số 3 hê tu sam ba yut ta tham ma các pháp tương ưng nhân hê tu vip ba yut ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân số 4 hê tu chê quá tham ma sa hê tu ca chá các pháp nhân và hữu nhân sa hê tu ca chê quá tham ma na cha hê tu các pháp hữu nhân và phi nhân số 5 hê tu chê quá tham ma hê tu sam ba yut ta cha các pháp nhân và tương ưng nhân hê tu sam ba yut ta chê quá tham ma na cha hê tu các pháp tương ưng nhân và mà phi nhân số 6 ná hê tu khô bá ná thầm mà sa hê tu ca bí á hê tu ca bí các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ thưa con đã đọc xong, kính tri ân sư. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ con xin đảnh lễ sư, xin chào cả lớp, con xin đọc bài ạ. Mở mic kia. Dạ, con xin đọc bài. Tụ nhân. Kỳ ta đọc đi cô. Dạ, xin lỗi, sao tự dân rồi nó đóng mic hoài. Dạ, con xin đọc lại. Tụ nhân hê tú gốc cha cá số 1 hê tu tham ma các pháp nhân ná hê tu tham ma các pháp phi nhân số 2 xá hê tú ca tham ma các pháp hữu nhân á hê tú ca tham ma các pháp vô nhân số 3
Hê tú tham bá yút ta tham ma, các pháp tương ưng nhân. Hê tú viết bá yút ta tham ma, các pháp bất tương ưng nhân. Số 4. Hê tu chê quá tham ma, xá hê tú ca chá, các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tú ca chê quá tham ma, ná chá hê tu, các pháp hữu nhân mà phi nhân. Dạ bạch sư, đẩy lên dùm con. Số 5. Hê tu chê quá tham ma, hê tú xâm bá giúp ta chá, các pháp nhân và tương ưng nhân. Hê tú xâm bá giúp ta chê quá tham ma ná chá hê tu, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Số 6. Ná hê tu khô bá ná tham ma, xá hê tú ca bí, á hê tú ca bí, các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ bạch sư, con đã đọc xong. Dạ xin mời học viên Tiên Mã. Tiên Mã đọc đi. Mời chị Tiên Mã đọc bài ạ. Cho cô Diệu Thủy đọc trước, mời cô Diệu Thủy đọc trước. Dạ, mời chị Diệu Thủy. Dạ, con kính thỉnh lễ sư, con xin đọc bài ạ. Tụ nhân hê tú gốc chá ca, một hê tu tham ma các pháp nhân, ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Hai, xá hê tu ca tham ma các pháp hữu nhân, á hê tú ca tham ma các pháp vô nhân. Ba, hê tú sam pa rút ta tham ma các pháp tương ưng nhân, hê tú vip pa rút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Bốn, hê tu chê quá tham ma xá hê tú ca chá các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tú ca chê quá tham ma ná chá hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Năm, hê tu chê quá tham ma hê tú sam pa rút ta chá các pháp nhân và tương ưng nhân. Hê tú sam pa rút ta chê quá tham ma ná chá hê tu các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. 6. Ná hê tu khô pa ná tham ma xá hê tú ca pí á hê tú ca pí các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ con kính tri ân sư ạ, con đọc xong rồi ạ. Dạ mời chị Tiên Mã đọc bài ạ. Chắc mấy chị Tiên Mã bị lỗi rồi. Mời Phật tử Tô Quốc ạ. Dạ con kính thỉnh lễ sư và con chào cô lớp, con xin đọc bài ạ. Tụ nhân hê tú với chá cá, hê tu tham ma các pháp nhân, ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Số 2. Xá hê tú ca tham ma các pháp hữu nhân, á hê tú ca tham ma các pháp vô nhân. Số 3. Hê tú sam bá yút ta tham ma các pháp tương ưng nhân, hê tú vip bá yút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Số 4. Hê tu chê quá tham ma, hê tham ma tá hê tú ca chá các pháp nhân và hữu nhân. Tá hê tú ca chá
Sa hê tu ca chê quá tâm ma ná. Chá hê tu các pháp hữu nhân mà hữu nhân. Dạ nhờ sư kéo lên giùm con à. Dạ số 5. Hê tu chê quá tham ma. Hê tu sâm bá dút ta chá. Các pháp nhân và tương ân nhân. Hê tú sâm bá dút ta chê quá tham ma. Ná chá hê tu các pháp tương ân nhân và phi nhân. Ná hê tu khô phá ná tham ma. Xá hê tú ca. Bí á hê tú ca. Bí các pháp phi nhân mà hữu nhân. Các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư xin đọc bài. Tụ nhân hê tú gót chá cá. Một hê tu tham ma các pháp nhân. Ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Hai xá hê tú ca tham ma các pháp hữu nhân. Ná hê tú ca tham ma các pháp vô nhân. Ba hê tú sam bá dút ta tham ma các pháp tương ưng nhân. Hê tú biết bá dút ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Bốn hê tù chê quá tham ma xá hê tú ca chá các pháp nhân và hữu nhân. Xá hê tú ca chê quá tham ma ná chá hê tù các pháp hữu nhân mà phi nhân. Năm hê tù chê quá tham ma hê tú sam bá dút ta chá các pháp nhân và tương ưng nhân. Hê tú sam bá dút ta chê quá tham ma ná chá hê tù các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Sáu ná hê tù khô bá ná tham ma xá hê tú ca bi a hê tú ca bi các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ thưa sư xin nói. Dạ thưa sư con xin đọc. Tụ nhân hê tú gốc chát cát hê tu tham ma các pháp nhân. Ná hê tu tham ma các pháp phi nhân. Sa hê tu ca tham ma các pháp hữu nhân. A hê tu ca tham ma các pháp vô nhân. Hê tu sam pa yut ta tham ma các pháp tương ưng nhân. Hê tu vip pa yut ta tham ma các pháp bất tương ưng nhân. Hê tu chê quá tham ma sa hê tu ca cha các pháp nhân và hữu nhân. Sa hê tu ca chê quá tham ma na cha hê tu các pháp hữu nhân mà phi nhân. Hê tu chê quá tham ma hê tu sam pa yut ta cha các pháp nhân và tương ưng nhân. Hê tu sam pa yut ta chê quá tham ma na cha hê tu các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Ná hê tu khô bá ná tham ma sa hê tu ca pi a hê tu ca pi các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ thưa sư các quý Phật tử đã đọc xong bài. Rồi chúng ta chuyển sang phần bài giảng ha. Thì trong phần tụ nhân này thì mình có 6 nhị đề. Và ở buổi đầu tiên chúng ta đã học được 2 nhị đề, đó là nhị đề nhân và nhị đề hữu nhân. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp, đó là nhị đề tương ưng nhân. Rồi, nếu mà còn thời gian thì chúng ta cũng học tiếp các nhị đề còn lại. Thì trong nhị đề tương ưng nhân hê tú
Samyutta Dukkha này thì chúng ta có hai câu pháp, là câu pháp số 5, số 6. Câu pháp số 5 có nội dung đó là Hetu Samyutta Dhamma, các pháp tương ứng nhanh. Số 6 là Hetu Vipayutta Dhamma, các pháp bất tương ứng nhanh. Bây giờ chúng ta xem, nếu mà ai có sách sẵn ở đó, mình lật trang 282. Ở mục 697 chúng ta đọc cái phần giải thích trong chánh tạng, phần nhị đề tương ứng nhân này, giúp sư đọc một nhị đề thôi ha. Có ai có sách sẵn không? Có đọc. 697, thế nào là các pháp tương ưng nhân? Những pháp nào tương ưng với những pháp ấy? Tức thọ uẩn, ba chấm thức uẩn. Đây là các pháp tương ưng nhân. Thế nào là các pháp bất tương ưng nhân? Những pháp nào không tương ưng với những pháp ấy? Tức thọ uẩn, ba chấm trùng, ba chấm thức uẩn, cùng tất cả sắc và vô vi giới. Đây là các pháp bất tương ưng nhân. Rồi, đó là phần giải thích ở trong chánh tạng. Ở đây có nói đến phần năm uẩn. Tức là có là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái phần nào nó thuộc về, nó có nhân tương ưng thì cái đó nó là tương ưng nhân, còn không thì nó là bất tương ưng nhân. Nó vậy thôi, ở trong cái phần này thì đó vậy. Nó có phần ba chấm mà chấm nữa. Thì ở đây nói đến các pháp tương ưng nhân. Thì ở đây mình có các pháp này nó là tương ưng nhân. Thì hôm trước mình học về liên quan đến nhân á, tức mình có về cơ bản thì mình có 6 nhân, đó là 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện. Thì 3 nhân bất thiện, 3 nhân thiện đó, nếu mà nó có mặt ở trong tâm vô ký thì nó là nhân vô ký. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta có 6 nhân như vậy. Thì 3 nhân thiện đó thì nó sẽ tương ưng với 3 nhân bất thiện, nó sẽ tương ưng với 12 tâm bất thiện và các tâm sở phối hợp. Các tâm sở phối hợp. Cho nên chúng ta thấy ở 12 tâm bất thiện này á, thì nó sẽ có 3 nhân tương ưng. Ba nhân tương ưng, tức là mình có tham sân, nhân tham, nhân sân và nhân si. Cái nhân tương ưng, cái chữ tương ưng ở đây đó, nó hiểu năm nay của mình đó là tức là hòa hợp được với nhau, hòa hợp được với nhau, giống như là nước với đường mà pha lẫn với nhau được vậy. Hoặc là nước với sữa mình pha hòa lẫn với nhau được. Thì cách mà hòa lẫn với nhau được như vậy, người ta gọi là tương ưng. Samyutta, chữ Samyutta hiểu như vậy. Thì ở trong 12 tâm bất thiện này thì nó có 3 nhân bất thiện. Cho nên 12 tâm bất thiện này nó là tương ưng nhân. Tương ưng nhân. Rồi mình có 91 tâm tình hảo. 91 tâm tình hảo. Thì trong 91 tâm tình hảo này mình có cả tâm thiện lẫn tâm tố và luôn cả tâm quả. Tâm quả, nhưng mà nó thuộc về các loại tâm tình hảo. Thuộc về tâm tình hảo, tức là mình cái phần tình hảo này, tâm á, nếu mình chia ra thì nó có hai nhóm, tức là tâm tình hảo và tâm vô tình hảo. Thì tâm vô tình hảo nó là chỉ cho 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân.
Rồi số tâm còn lại thì nó là tâm tịnh hảo. Thì trong tâm tịnh hảo này thì nó sẽ tương ưng với ba nhân. Thì nếu mà các tâm tịnh hảo thuộc về tâm thiện mà tương ưng nhân thì đó là cái ba nhân đó, người ta gọi nó là ba nhân thiện. Nếu mà các tâm tịnh hảo nào nó thuộc về tâm tố và tâm quả và nó tương ưng nhân thì ba nhân đó người ta gọi nó là nhân vô ký. Gọi là nhân vô ký. Rồi 52 tâm sở. 52 tâm sở này thì nó có mặt với trong 12 tâm bất thiện với lại 91 tâm tịnh hảo. Cho nên nó được xem là các pháp tương ưng nhân. Các pháp tương ưng nhân. Thì từ các pháp tương ưng nhân này, là các pháp tương ưng nhân mình có 12 tâm bất thiện, 91 tâm tịnh hảo cùng với 52 tâm sở phối hợp. Thì chúng ta sẽ có được chi pháp, đó là các pháp tương ưng nhân. Các pháp tương ưng nhân. Vậy các pháp tương ưng nhân ở đây mình có chi pháp là gì? Các pháp tương ưng nhân có chi pháp là gì? Từ cái cách liệt kê mà các pháp tương ưng nhân nó có bao nhiêu đó, thì bây giờ các pháp tương ưng nhân ở trong trường hợp này nó là các pháp nào? Chi pháp của nó là gì? Có tìm được? Sư, con không thấy màn hình thưa sư. Ủa sao không thấy màn hình? Dạ không biết chữ nữa. Sư chưa viết chữ lên. Sư chưa biết chữ mà. Sư mới hỏi đang cho lớp trả lời đó mà. Các pháp tương ưng nhân có chi pháp là gì? Dạ. Thì mình có gì đây? 12 tâm bất thiện. Mình có 12 tâm bất thiện thôi. Rồi gì nữa? 12 tâm bất thiện này là nó tương ưng với nhân gì? Dạ, ba nhân tham sân si. Ba nhân tham sân si thôi. Rồi mình còn cái gì nữa? 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo. 91 tâm tịnh hảo đó nếu mình kể chi tiết thì nó là gì? Là 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm đau rại. 27 tâm đau rại. À, rồi gì nữa? 27 tâm đau rại. 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế ha. Dạ. Tương ưng ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Tương ưng với ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Rồi các tâm sở, các tâm sở phối hợp với các tâm này, nó chỉ trừ ra đó là si tâm sở, trong tâm si. Tại vì trong tâm si á, nó chỉ có một nhân. Cho nên sở hữu si mà nó nằm ở trong tâm tâm si á, thì nó không có tương, nó không có hòa hợp được với nhân nào nữa. Cho nên người ta nói là si tâm sở trong tâm si á, thì nó là vô nhân. Còn nếu mà si tâm sở mà nó không vai trò là nhân si, mà nó có mặt trong tâm tham hoặc là có mặt ở trong tâm tâm sân á, thì nó vẫn tương ưng nhân, tức là nó vẫn tương ưng với nhân tham, tương ứng nhân 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 sanh. Nhưng vì trong tâm si thì nó chỉ có một nhân thôi, cho nên người ta nói là tâm sở si mà nó đóng vai trò là nhân si ở trong tâm si nó là vô nhân. Nó không có tương ứng nhân là vậy. Còn là ở đây sở dĩ mình vẫn lấy là mình vẫn lấy là nhân sân, cái tâm sở sân đóng vai trò là nhân sân, hoặc là tâm sở tham đóng vai trò là nhân tham, là vì cái nhân tham đó, khi mà tâm sở tham mà nó có mặt trong trong tâm tham nó vẫn là tương ưng nhân, cho nên mình vẫn lấy nó, mình vẫn lấy nó. Bây giờ nếu mà mình đã tìm được chi pháp của các pháp của các pháp tương ưng nhanh rồi, chi pháp của các pháp tương ưng nhanh, thì chúng ta sẽ tìm được đó là các pháp bất tương ưng nhanh. Bây giờ nãy mình có là các pháp bất tương ưng nhanh là gì? Ví dụ hồi nãy 121 tâm
Tâm 121 tâm đó thì mình chỉ còn lại gì? Còn lại là 18 tâm vô nhân. À, chỉ còn lại là 18 tâm vô nhân. À, 18 là vô nhân. 18 tâm vô nhân là nó đi với gì? Đi với 12 sở hữu. 12 sở hữu. Trừ dục. 18 12 tâm sở ha, đi cùng 12 tâm sở. Tức là 12 tâm sở phối hợp với 18 tâm vô nhân. Và chúng ta nhớ đó là trong trong tâm vô nhân thì nó có, vì các tâm này nó đều làm việc ở trong một cách máy móc. À, cho nên nó không có sở hữu dục. À, nó không có sở hữu dục. Rồi hồi nãy đó mình ở trong phần liệt kê chi pháp hồi nãy thì mình còn thấy là trong 52 tâm sở đó, nếu trường hợp tâm sở si mà trong tâm si thì nó cũng được xem là pháp vô nhân, pháp bất tương ưng nhân. Thì nếu mình liệt rồi còn cái này nữa, tức là mình còn gì nữa? 28 sắc pháp và niết bàn. À, mình còn 28 sắc pháp và niết bàn nữa. À, 28 sắc pháp và niết bàn nữa. Tức là mình kể chừng nào nó hết pháp chân đế. À, học cái này chúng ta phải nhớ cái phần pháp chân đế, tức là nói đến đó là tâm tâm sở sắc pháp. Dạ, tâm tâm sở sắc pháp. Thì nếu mà ở trong trường hợp này khi mình kể như vậy á, cái phần này mình kể là các pháp bất tương ưng như vậy rồi, thì các chi pháp của nó, chi pháp của nó cũng nằm ở trong trường hợp này. Tức là nó cũng là cái này là chi pháp luôn rồi hả? Tức là cái này nó vừa là các pháp bất tương nhân mà nó cũng là gì, là chi pháp thuộc về các pháp bất tương nhân. Như vậy chúng ta thấy là trong cái bốn pháp chân đế thì nhị đề này ở câu 1 thì nó còn sót lại đó là 18 tâm vô nhân cùng với các tâm sở phối hợp với nó, rồi tâm sở si trong năm si, 28 sắc pháp và niết bàn. Thì đó là cái câu pháp chi pháp của câu 1. Thì sang ở câu 2 á, nó lấy hết những pháp trước đây mà câu 1 không lấy làm chi pháp của nó. Như vậy chúng ta cho nên nhị đề tương ương nhân này á, nếu mình nói về cái tên gọi của nó, tên gọi của nó thì nó là ở đây cái tên nhị đề tương ưng nhân. Tên nhị đề nó là nhị đề tương ưng nhân, nhưng mà câu pháp thì mình có câu pháp gì, câu pháp tương ưng nhân và câu pháp bất tương ưng nhân, cho nên ở đây nó chỉ lấy tên của một câu pháp đầu để đặt tên. Lấy tên của câu pháp đầu để đặt tên á, tức là lấy một phần. Cho nên tên nhị đề nó là nhị đề chiết bán. Và vì cái cách lấy chi pháp á, là mình lấy hết tất cả là bốn pháp chân đế. Cho nên nó là chiết bán và vô dư. Chiết bán vô dư. Thì học ở trong phần nhị đề này, ta để ý nó là vì ở trong cái phần cơ bản mình đã học xong chi tiết phần tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn rồi, thì trong phần học nhị đề này người ta chỉ trình bày cho mình đó là tìm lại các pháp nào, các pháp chân đế nào nó thuộc ở trong câu pháp nào trong nhị đề đó. Nếu mình muốn trình bày chi tiết thì mình phân chi tiết nó ra. Ví dụ giống như là cách mình phân chi tiết, ví dụ như là trong các pháp tương ưng nhân thì mình liệt kê đó là 12 tâm bất thiện, 91 tâm tịnh hảo, rồi 52 tâm sở phối hợp. Thì bây giờ mình trình bày chi tiết nó, đó là 12 tâm bất thiện
trong 12 tâm bất thiện này á, nó tương ứng với ba nhân. Trong đó thì 8 tâm tham á, nó tương ứng với hai nhân, đó là nhân tham và nhân si. Trong tâm sân á, nó cũng tương ứng với hai nhân, đó là tâm nhân sân và nhân si. Còn trong tâm si á, thì nó tương ứng với nhân si. Tức là mình liệt kê nó ra từng phần như vậy, chi tiết. Nên chúng ta để ý đó là, thí dụ như là khi mà người ta trình bày bài với mình á, thường là hai trường hợp được trình bày thí dụ nhiều cho mình khi mình học ở trong các loại tâm, đó là tâm tham và tâm sân. Vì sao? Vì hai cái trạng thái tâm đó nó hiện và mình hiện khởi và mình dễ phát hiện nó. Nhưng mà chúng ta cũng để ý đó là sao, trong tâm tham hoặc là tâm sân đó đó, nó lúc nào nó cũng có tâm si. Nó cũng có si ở trong đó. Tại cái nhân si á, nó vừa có mặt trong tâm si mà nó cũng vừa có mặt trong tâm tham và có mặt trong tâm sân. Cho nên khi mà sân sân khởi, lập tức nó cũng có si, bị si chi phối. Khi mà tham tâm sân khởi thì si nó cũng chi phối. Và vì bị si chi phối nó mới không thấy được pháp thực tính. Không thì thí dụ như là thấy cảnh sắc, mà cảnh sắc đó là hình ảnh của người nam người nữ, nếu mà si nó không có chi phối á, nó sẽ có minh sanh khởi để thấy là sao, cái này nó chỉ là cảnh sắc thôi, nó không có là đẹp xấu, người này đẹp người kia xấu gì, nó không có vậy. Mà nó chỉ là thuần tí là cảnh sắc. Nhưng mà vì khi tâm sân hoặc là tâm tham sân khởi đó, nó bị si chi phối, để cho thấy là sao, để không thấy được pháp thực tính, mà chỉ thấy được đó là trên hình thức chế định, dẫn đến sự, nếu mà tham thì dẫn đến sự chấp thủ, nếu mà sân thì dẫn đến sự hủy diệt đối tượng, muốn hủy diệt đối tượng. Đó vậy. Thì cái đó mình nói về phần bất thiện. Rồi đến 91 tâm tình hảo. Thì 91 tâm tình hảo này mình sẽ phân chi tiết, nó là ví dụ như là 24 tâm dục giới tình hảo. Trong 24 tâm dục giới tình hảo đó, nó có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố. Trong 8 tâm đại thiện đó, nếu mà tâm đại thiện, 4 tâm đại thiện ly trí, thì nó chỉ có hai nhân, đó là nhân nhân vô tham và nhân vô sân. Nhân vô tham và nhân vô sân. Còn 4 tâm đại thiện hợp trí thì nó có đầy đủ ba nhân, tức là vừa vô tham vô sân và vô si, tức là có luôn cả tâm sở tệ quyền. Còn ở 4 tâm đại quả và 8 tâm đại quả và 8 tâm đại tố thì đối với tâm đại quả đại tố nào mà nó ly trí thì nó chỉ tương ứng với hai nhân vô ký, đó là nhân vô tham và nhân vô sân. Tâm đại quả, 4 tâm đại quả hợp trí và 4 tâm đại tố hợp trí dục giới tình hảo thì nó tương ứng với ba nhân. Ba nhân tức là nhân vô tham, vô sân và vô si. Còn ở trường hợp tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm siêu thế. Tâm siêu thế. Vì cả ba trường hợp đó đều là tâm thiền, tâm đạo. Cho nên lúc nào nó cũng phải tương ứng với ba nhân. Nó không phải tương ứng với ba nhân, tức là vô tham, vô sân, vô si. Thì nếu mà trong tâm thiện thì nó là nhân thiện, trong tâm quả và tâm tố thì nó là nhân vô ký. Thì đó là cách mà mình trình bày chi tiết ra. Mình trình bày chi tiết ra.
từ cái bài học mà ta trình bày ngắn gọn này, thì khi mà chúng ta trình bày chi tiết ra từng phần như vậy được á, thì chúng ta mới hiểu rõ được cái bài học này, còn nếu mà chúng ta chỉ copy thêm mấy con số này thôi, thật ra mấy con số này thì sách nào cũng có hết. Nhưng mà quan trọng là từ mấy con số này rồi mình có thể phân ra được hay không, thì cái đó mới là quan trọng. Và các phần này sư nói với các Phật tử, ví dụ như là rồi từ 12 tâm bất thiện đó nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp, bao nhiêu tâm sở phối hợp, các tâm sở mà ví dụ là các tâm sở có mặt ở trong tâm tham thì nó tương ứng được với mấy nhân. Rồi thí dụ như là bây giờ các tâm sở mà có mặt trong tâm tham, ngoài trừ tâm sở tham thì nó tương ứng được với mấy nhân, tâm sở tham có mặt trong tâm tương ứng được với mấy nhân. Rồi tương tự các tâm sở phối hợp được với tâm sân thì ngoài tâm sở sân nó đóng vai trò là nhân sân, thì các tâm sở đó nó tương ứng được với mấy nhân. Tâm sở sân mà nó đóng vai trò là nhân sân, nó tương ứng được với mấy nhân khi mà nó có mặt trong tâm sân. Thì những trường hợp đó chúng ta phải đặt vấn đề hết, đặt ra hết rồi chúng ta tìm lại. Thật ra học những nhiều khi các tử mình thấy ở trên đây mà nói ngắn gọn gì á, mình thấy không có gì đặc biệt. Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta chịu đặt ra từng vấn đề để chúng ta giải quyết thì chúng ta thấy là cái phần mình học cơ bản trước đây đó, nó là những bài học nền tảng để chúng ta hiểu cái phần đầu đề này một cách chi tiết. Và từ cái cách mà chúng ta nhớ hiểu cái này chi tiết đó, đến khi mà chúng ta học lên ở trong phần 24 duyên đó, nó mới dễ cho mình. Tức là nói cái góc độ nào mình cũng nắm được hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nắm được cái phần nền chi tiết, rồi trong phần nhị đề, tam đề này, nếu mà sư ví dụ, nếu mà sư chỉ nói nãy giờ sư nói vậy là xong rồi đó. Nếu mà sư không trở lại, sư nói thêm cái này nữa thì các tử mình không thấy gì đặc biệt. Rồi nó cũng chẳng không có thấy liên quan gì đến các bài học mà mình học từ trước đến nay, cái phần cơ bản ở trong Abhidhamma Mathasanga hát. Nhưng mà đến khi sư đặt các vấn đề ra như vậy, thì chúng ta thấy là nó là phần phần bài học mà trước đây mình đã học. Phần bài học trước đây mình đã học. Cho nên nếu mà ví dụ ai trước đây mình không được học cái phần cơ bản đó, mình vào ở trong học ở trong phần này á, nếu mà mình có hiểu được á, thì mình cũng chỉ hiểu được chung chung thôi. Cho nên nếu mà người ta đặt đặt câu hỏi để cho mình làm bài tập, nhưng khi mình làm không được. Học ở trên đây nhiều khi mình chỉ có thiếu cái thời gian đó là mình thực tập, để mình ví dụ như là chúng ta thấy là lúc mà chúng ta học ở trên lớp đó, nhiều khi sư bắt các tử mình nên làm bài tập, mình tính từng tâm từng câu, giờ tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả gì đó, thì ở trong những trường hợp này á, mình cũng có thể đặt ra mình tính như vậy, tính giống lúc mà mình học cơ bản, nhưng mà cái này nó hơi cao một tí. Nó hơi cao cấp hơn một tí so với cái phần mình học cơ bản, tức là nó khó hơn một tí. Khó là đối với trường hợp mình chưa nắm vững được phần cơ bản thôi, còn nếu mà mình đã nắm được phần cơ bản rồi thì cái phần này vẫn là cái phần học thêm, tức là tăng độ nó lên một tí vậy thôi. Đó là cái còn ở trong năm uẩn nãy đó, ở trong chánh tạng nãy giải thích theo cách năm uẩn thì ở trong năm uẩn đó chúng ta coi xem coi uẩn nào nó tương ứng nhân. Thí dụ như là trong thọ uẩn nó có tương ứng nhân không? Thọ uẩn có tương ứng nhân không? Dạ có. Thọ uẩn nó có tương ứng nhân khi nó có mặt ở đâu?
Ứng thọ ứng tư ứng nhân khi mà nó có mặt ở đâu? Khi có mặt ở những tâm hữu nhân. Khi mà nó có mặt ở tâm hữu nhân thì lúc đó nó mới tư ứng nhân. Tức là khi mà nó có mặt ở trong tâm bất thiện hoặc là ở trong các tâm tình hảo thì lúc giờ nó mới tương ưng nhanh. Còn nếu mà thọ uẩn mà nó có mặt ở trong 18 tâm bu nhanh thì nó vẫn là gì? Nó vẫn là bất tương ưng nhanh. À, tại cái nhóm thọ xúc thọ tưởng hành thức xúc thọ tưởng nhất hành mạng quyền và tác ý. Ngoài đây thì chủ yếu là hành và thọ và tưởng. Thọ và tưởng thì cái nhóm đó là cái nhóm tờ tha mà nó có mặt trong 121 tâm. Thì đối với thọ uẩn và tưởng uẩn nó tương ưng nhanh khi mà nó có mặt ở trong các tâm mà tương ưng nhanh, và nó bất tương ưng nhân khi mà nó có mặt ở trong các tâm vô nhân. Cho nên mình thấy là trong tâm vô nhân hoặc là tâm tương ưng nhân hoặc tâm bất tương ưng nhân đều liệt kê cái thọ uẩn cái nãy, thọ uẩn tưởng uẩn nãy, cái chấm chấm đó là tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì tương tự đối với hành uẩn cũng vậy. Bây giờ thọ tưởng là được rồi ha, hành uẩn thì hành uẩn là 52 tâm sở. Thì trong 52 tâm sở đó, nếu mà 50 tâm sở còn lại, xin lỗi, 50 tâm sở còn lại, thì trong 50 tâm sở còn lại đó nó cũng có những trường hợp là sao, là tư ưng nhân và bất tư ưng nhân. Trường hợp nào nó đi cùng với các tâm mà tư ưng nhân đó, thì lúc giờ nó tư ưng nhân. Nhưng mà nếu mà nó đi chung với là tâm vô nhân thì lúc giờ nó vẫn là bất tư ưng nhân. Còn ở sắc uẩn thì nó chắc chắn là gì? Sắc uẩn thì nó chắc chắn là gì? Là tương ưng nhân hay là bất tương ưng nhân? Là bất tương ưng nhân. Sắc uẩn thì nó chắc chắn là bất tương ưng nhân. Sắc uẩn thì chắc chắn là bất tương ưng nhân. Còn ở phần thức uẩn, thức uẩn thì nó cũng tương tự, tức là nó cũng vừa có trong trường hợp đó là tương ưng nhân và cũng có trong trường hợp đó là bất tương ưng nhân, tùy theo trường hợp. Sư cho con hỏi sư, ví dụ mà trường hợp á tám tâm tham thì do hai nhân là tham và si, rồi ví dụ mà trường hợp mà phối hợp với tâm sở là bỏ hai nhân đó ra hả sư? Đâu có bỏ. Tại sao mình không bỏ? Tại vì cái tâm sở tham lúc đó nó vẫn tương ưng với nhân si, cho nên mình đâu có bỏ nó. Vậy là ví dụ mà vậy là lấy lần 22 tâm sở luôn. Mình lấy hết, tại nó vẫn tương ưng với nhân khác, thấy không? Cho nên nó vẫn là tương ưng. Nó vẫn là tương ưng. Tại mình nói là các pháp tương ưng nhân mà, thì cái chữ các pháp ở đây á nó chỉ cho gì? Các pháp là tổng quát các pháp. Nhưng mà thí dụ ở trong trường hợp tâm tham mình nói các pháp tương ứng nhanh thì các pháp ở trong trường hợp này nó chỉ cho gì? Tham và sân luôn. Không phải. Đáng người ta nói ở trong tâm tham không mà. Dạ sẽ nói lại. Thí dụ ở trong tám tâm tham mà ngày nói là gọi tám tâm tham đó là các pháp tương ứng nhanh thì trong đó nó có gì? Nó có cả tâm và tâm sở. Nó có cả tâm và tâm sở. Các pháp tương ưng nhân ở trong trường hợp đó nó có cả tâm và tâm sở, cho nên mình mới lấy được luôn cả mà tâm sở. Thí dụ các tâm sở còn lại thì mình không nói đi, nhưng mà với tâm sở tham và tâm sở sân, tâm sở si, tại sao mình cũng lấy nó? Là vì sao? Là vì nó cũng tương ưng nhân, cho nên mình không bỏ nó được. Chỉ có tâm sở si mà ở trong tâm si á mình mới lấy nó ra, lý do là sao? Nó không có tương ưng nhân nào. Tâm si á, thì nó tương ưng với nhân si, nhưng mà tâm sở si á, nó không có tương ưng được với nhân nào khác. Cho nên mình mới nói là tâm sở si, trong tâm si nó bất tương ưng nhân là vậy. Còn cái kia thì nó vẫn tương ưng, cho nên mình không có bỏ nó ra.
không có gọn. Rồi đó là nhị đề số số 3. À, số 3, bây giờ số 4. Giờ số 3 nói chi tiết rồi số 4 nói ngắn gọn thôi ha. Ồ, có ngộ gì ta? Mình đã chọn là ít trang hiện tại rồi mà nó vẫn bị như vậy, không hiểu. Đây nhị đề số 4. Nhị đề số 4 là nhị đề nhân hữu nhân. À, nhân hữu nhân. Đề nhân hữu nhân. Nhị đề nhân hữu nhân thì mình có câu pháp nó là số 7. Hê tô chê quá tham ma sê tô ca chát. Các pháp hữu nhân, các pháp nhân và hữu nhân. Là cái nhị đề số 4 này nó nói rõ hơn cái phần mà mình thắc mắc hồi nãy. À. Rồi câu số 8 đó là sê hê tô ca chê quá tham ma nó cha hê tu. Các pháp hữu nhân mà phi nhân. À, các pháp hữu nhân và phi nhân. Thì bây giờ chúng ta xem trước cái cách giải thích. Bây giờ ai lật sách ra đọc cái phần giải thích ở trong kinh tạng này giúp sư cái đi. À, cái phần câu pháp số cái mục 698 để xem cả trong đây giải thích như thế nào. À, như thế này, ai có sách sẵn đọc giúp sư đi. Trang 283. Sư con xin đọc ạ. Rồi. 608, thế nào là các pháp nhân và hữu nhân? Tham với si là nhân và hữu nhân, si với tham là nhân và hữu nhân, sân với si là nhân với hữu nhân, si với sân là nhân và hữu nhân, vô tham, vô sân, vô si, chúng là nhân và hữu nhân lẫn nhau. Đây là các pháp nhân và hữu nhân. Đã có đọc tiếp không thưa sư? Nữa, một câu nữa mới hết. Nào là các pháp hữu nhân mà phi nhân, những pháp nào có nhân với những pháp ấy, ngoại trừ những pháp ấy, tức thọ uẩn, chấm chấm, trùng, ba chấm, tức uẩn. Đây là những pháp hữu nhân mà phi nhân. Rồi, thì đó là cách giải thích. Tại sở dĩ chúng ta thấy là trong kinh tạng mà giải thích thường đề cập đến năm uẩn. Tại trong phần đầu khi mà phân tích về tâm á, cũng hay phân tích liên quan đến uẩn, cho nên đến khi cái đầu đề nhị, đầu đề tam này cũng hay giải thích theo cách năm uẩn. Nhưng mà thường trong các giải mà giải thích mà chúng ta không xem ở trong chánh tạng á, người ta không có đề cập phần năm uẩn nhưng mà chỉ đề cập cái chi pháp trực tiếp, chi pháp trực tiếp luôn. Giống mình nói lúc nãy mà nếu mình không trở lại cái phần nói về năm uẩn thì chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà cái người mà hiểu thì mình tình bạn ở cái cạnh nào người ta cũng hiểu được. À, người ta cũng hiểu được. Còn cái cách này, cách trình bày theo tâm chánh tạng. À. Thì ở đây chúng ta nhắc lại một tí là các pháp nhân và hữu nhân. Tức là gì? Nó vừa đóng vai trò là nhân nhưng mà nó cũng có là nó có nhân tương ưng. À, nó có nhân tương ưng. Thì cái pháp nào nó vừa đóng vai trò là nhân rồi nó có nhân tương ưng nữa thì cái pháp đó người ta gọi là các pháp nhân và hữu nhân. À, các pháp nhân và hữu nhân. Và ở đây thì các pháp nhân á, à, các pháp nhân ở đây thì mình có sáu pháp này. À, tức là nhân tham là tâm sở tham, nhân sân là tâm sở sân, nhân si là tâm sở si, nhân vô tham là tâm sở vô tham, nhân vô sân là tâm sở vô sân. Ồ, cái này sao nó thiếu một cái sao? Ồ, cái này nó bị thiếu một cái à? Ô, sáu này nhưng tại sao lại trình chiếu nó lại chị?
là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Thì ở đây nó là các pháp nhân. Nhưng trong các pháp nhân này á, thì nếu mà pháp nhân nào mà nó tương ứng được với nhau thì người ta gọi nó là các pháp nhân hữu nhân. Còn cái nào mà nó không tương ứng được, tức là nó làm nhân nhưng mà trong trường hợp nào mà nó không tương ứng được thì nó không được liệt kê vào ở trong chi pháp này. Trong chi pháp này thì giống như nói lúc nãy, thí dụ như là cái nhân tham, khi mà nó có mặt ở trong tâm tham thì nó sẽ tương ứng được tương ứng được với là nhân si. Thì tương tự nhân si mà nó có mặt trong tâm tham á, nó cũng tương ứng được với nhân tham. Như vậy hai nhân đó nó tương ứng được ở trong trường hợp đó. Rồi ở trong tâm sân thì mình có nhân sân, có nhân si. Như vậy nhân sân ở trong trường hợp đó nó tương ứng được với nhân si. Rồi nhân si ở trong tâm sân á, nó cũng tương ứng được với nhân sân. Nhưng mà ở trong tâm si á, cái nhân si mà nó có mặt ở trong tâm si á, ở trong trường hợp đó nó không tương ứng được với nhân nào. Cho nên cái nhân si mà có mặt ở trong tâm si á, nó không được liệt kê vào trường hợp chi pháp, đó là các pháp nhân và hữu nhân. Còn ở nhân vô tham và nhân vô sân mà nó có mặt ở trong các tâm tịnh hảo, ly trí, thì hai nhân này nó tương ứng với nhau qua lại. Tức là nhân vô tham tương ứng với nhân vô sân, thì tương tự nhân vô sân nó tương ứng được với nhân vô tham. Còn nếu mà nó có mặt ở trong các tâm tình hảo ly trí thì nó có cả ba nhân, có ba nhân, thì ba nhân này nó tương ứng với nhau, tức là đi cùng với nhau được. Một nhân tương ứng với hai nhân còn lại, thì tương tự nó đổi qua đổi lại. Thì cách mà giải thích ở trong chánh tạng là giải thích cho mình theo cách đó. Cho nên nãy chúng ta thấy lặp đi lặp lại đó, nó như vậy. Thì từ cái cách mình liệt kê các pháp hữu, các pháp nhân và hữu nhân á, thì chúng ta có được cái chi pháp của câu pháp này, đó là gì? Là tâm sở tham, tâm sở sân và tâm sở si, trừ tâm sở si trong tâm si giống mình nói lúc nãy. Rồi tâm sở vô tham, tâm sở vô sân và tâm sở tệ quyền. Thì mấy anh này anh vừa đóng vai trò đó là nhân, nhưng mà anh còn tương ứng được với các nhân khác, cho nên nó được liệt kê vào trong chi pháp này, chi pháp của con này. Nãy giờ ông chịu là trình chiếu thì nó lớn hơn, cảm tính dễ xem hơn. Rồi bây giờ câu pháp thứ hai. Câu pháp thứ hai là gì? Sa hê tô ca chi quá tham ma na cha hê tu. Các pháp hữu nhân mà phi nhân. Tức là sao? Các pháp này nó tương ứng với nhân, nhưng mà nó không phải là nhân. Nó chỉ tương ứng với nhân thôi. Nó có nhân thôi, nhưng mà nó không, cái vai trò của nó không phải đóng vai trò là nhân. Thì ở đây mình có gì, cái pháp gì mà nó hữu nhân nhưng mà nó phi nhân? Mình có gì nó là hữu nhân, tương ứng với nhân, có nhân tương ứng nhưng mà nó không phải là nhân? Tâm sở si. Tâm sở si trong tâm si mới được, cái đó mình phải nói rõ. Tâm si trong tâm si. Tâm sở si trong tâm si. Rồi còn cái gì nữa? Thì là tâm 103 tâm hữu nhân, tại vì bỏ 18 tâm vô nhân ra thì sao? Tức là 12 tâm bất thiện. Dạ, chúng ta thấy 12 tâm bất thiện á, nó có nhân không? 12 tâm bất thiện có nhân không? Dạ. 12 tâm bất thiện nó có nhân. Nhưng mà bản tâm của 12 tâm bất thiện đó, nó có phải là nhân?
không phải là nhân. À, nó không phải là nhân. À, cho nên nó có nhân nhưng mà nó không phải là nhân. Cái chữ phi nhân ở đây tức là nó không phải là nhân tương ứng. Thì ở đó chúng ta liệt kê được 12 tâm bất thiện. Cái này thật ra nó khó, có nhiều mặt từ ngữ tí thôi. À. Mười hai tâm bất thiện. Rồi tương tự đối với 24 tâm dục giới tình hảo thì chúng ta thấy là gì? Nó cũng có nhân. À, nó cũng có, tức là nó có ba nhân. À, nhưng mà bản thân của 24 tâm dục giới tình hảo đó, nó không đứng đóng vai trò là nhân. À, nó chỉ có nhân tương ưng. À, nó chỉ có nhân tương ưng thôi, nhưng mà bản thân nó không phải là nhân. À, cho nên nó là phi nhân. Cái tên của nó là phi nhân. Rồi 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. À, 40 tâm siêu thế. Đây là các pháp mà nó hữu nhân nhưng mà nó phi nhân. À, hữu nhân mà phi nhân. Rồi các tâm sở. À, các tâm sở phối hợp. Nhưng mà ở trong trường hợp này á, mình phải lại gì? Bỏ ra 6 tâm sở đóng vai trò là vừa là nhân là phi nhân. À, vừa là nhân vừa là hữu nhân. À, mình phải bỏ ra 6 tâm sở đó. Tại 6 tâm sở đó nó là chi pháp ở trên rồi. À, nó chi pháp của câu trên rồi cho nên mình phải bỏ nó ra. À, mình phải bỏ nó ra. À, mình phải bỏ nó ra. Bây giờ thì như vậy thì ở trong về tên gọi. À, bây giờ về tên gọi. Bây giờ cái đầu đề này hồi nãy, cái tên của đầu đề nó là gì? Các pháp. Các pháp hữu nhân và nhân. À, các pháp hữu nhân. Nhị đề nhân và nhị đề nhân hữu nhân. À, đúng ra là nhị đề nhân và hữu nhân. À, người ta là người tắt lại đó, nhị đề nhân hữu nhân. Nhưng mà trong hai câu pháp thì chúng ta sao? Chúng ta có nhị đề nhân hữu nhân và nhị đề nhân đó là phi nhân. Như vậy thì rõ ràng là sao? Cái tên của nhị đề này á, nó chỉ lấy của một câu pháp. À, cho nên tên gọi của nó là chiếc bản. Bây giờ trong phần lấy chi pháp nãy chúng ta thấy có lấy hết không? Dạ không. Tức là mình còn gì? Còn sắc pháp niết bàn. Sắc pháp niết bàn. Rồi còn gì nữa? Chế định. Không. Không, 18. Chế định không tính. Ở đây, vô nhân. Là 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Lý do sao không lấy 18 tâm vô nhân? Đây, tâm vô nhân đây là... Bản thân nó là không tương ưng. Không tương ưng. Rồi gì nữa? Chính là vô nhân và không tương ưng luôn. Sao nó không có nhân mà nó không tương ưng được. Tức là nó vừa không tương ưng với nhân mà nó cũng không đóng vai trò là nhân. Dạ. À, không đóng vai trò là nhân. Cho nên mình bỏ hẳn nó đi. À, còn thí dụ như là 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tình hảo mà mình lấy nó thì nó gì? Nó không có đóng vai trò là nhân thôi, nhưng mà nó vẫn là gì? Tương ưng nhân. Nó vẫn là hữu nhân. À, nó vẫn là hữu nhân. À, nó vẫn là tương ưng nhân. À, cái đó là lý do tại sao mình lấy và tại sao mình bỏ. Cái này mà ai hiểu thì thấy dễ, còn không hiểu nói một hồi nói cái gì. Lúc nào không hiểu không hiểu. Cho nên cái tên của nhị đề này đó là nhị đề chiếc bán. À, nhưng mà hữu dư. À, tức là còn một số pháp chân đế không được liệt kê vào ở trong nhị đề này. Thì cụ thể đó là 18 tâm vô nhân, 28 sắc pháp và niết bàn. Thì trong tâm vô nhân đó, tâm sở nào mà phối hợp với 18 tâm vô nhân ở trường hợp đó thì nó cũng được kể vào trong trường hợp đó là cái chi pháp nằm ở trong phần hữu dư. À, tức là còn dư lại một số.
Đó là nhị đệ số 4. Nhị đệ số 4. Gì học mà nó còn dư một cái. Đẹp quá. Nhị nhị đệ số 5. Thưa sư, sao số 8 ghi là các pháp hữu nhân và các pháp phi nhân? Sư chưa kê các pháp phi nhân. Cái câu số 8 sư. À là chi pháp á, chi pháp sư chưa đưa màn hình lên, ý cô nói vậy. Thì câu số 4 á hả? Câu số 8 á sư. Chi pháp á sư chưa chưa. Là các pháp hữu nhân và các pháp phi nhân. Chi pháp rồi á. Nè. Không, nhưng mà các phi nhân là một ý là tổng, dạ dạ tổng quát là 100 dạ. Là phần này nè. Tức là cái phần này nó là vừa các pháp hữu nhân mà phi nhân, và nó cũng là đóng vai trò là gì? Nó là nếu mình kể về chi pháp á, thì nó cũng cái phần này. Nó mà phải con viết và cho nên con tự hiểu sai. À, là cái phần này luôn, dạ, lấy luôn cái phần này thì chi pháp của nó nếu mình biết gọn lại thì nó là gì? 12 tâm bất thiện rồi, rồi gì? 91 tâm dục giới tình hảo hồi nãy đó. À, rồi nhưng mà chỉ có điều là trong trường hợp này mình chỉ lấy nó là 46 tâm sở. À, ngoài 6 tâm sở đóng vai trò vừa là nhân tương ưng, vừa là nhân, vừa là nhanh, vừa là hữu nhanh. À, nó đông đông cả, nó có cả hai trường hợp, đóng vai trò hai trường hợp. Dạ thưa sư, như vậy là tóm lại là chỉ có 6 pháp hữu nhân là vừa là nhân, vừa là và hữu nhân thôi, còn ngoài ra là à, dạ ngoài ra là phi nhân, hữu nhân mà phi nhân. Đúng rồi, hữu nhân mà phi nhân. Nhưng dạ. Mà phải nhớ trường hợp nhân si nha. Dạ. À, phải nhớ cái đó, phải nhớ thêm cái đó. Thật ra thì cái đó là phần nói chi tiết một tí phần đó. Mày có gì cần nói các tử phải nói liền chứ để nó qua qua là không hiểu mà. Tại cái phần này khi mình qua rồi mình không có gặp lại nữa, tại nó hãy nó qua cái tụ của nó rồi thì mình không có đề cập đến nữa, mình sẽ học cái tụ khác là nó liên quan tới cái phần khác. Như vậy đề số 5. Nhị đề số 5 thì nhị đề nhân tương ưng nhân. À, nhân tương ưng nhân thì thay vì nhân hữu nhân thì bây giờ nó là nhân tương nhân thôi. À, nhân một cách nói khác thôi. À, một cách nói khác thôi, nó giống y hệt lúc nãy. Thì nhị đệ nhân tư nhân có câu pháp đó là số 9, số 10. Số 9 là hê tô chê quá tham ma hê tú sam yu ta chát, các pháp nhân và tương ưng nhân. Còn số 10 đó là hê tú sam yu ta chê quá tham ma, nó chỉ hê tu các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Giờ ai đọc trước cái cách giải thích ở trong sách ngay đi. À, cách giải thích ở trong sách đi để con mục 699. 699 trang 283. Ai đọc liền đi. Thưa sư, con xin đọc 699. Thế nào là các pháp nhân và tương ưng nhân? Tham với si là nhân và tương ưng nhân, si với tham là nhân và tương ưng nhân, sân với si là nhân và tương ưng nhân, si với sân là nhân và tương ưng nhân, vô tham, vô sân, vô si, chúng là những nhân và tương ưng nhân lẫn nhau. Đây là các pháp nhân và tương ưng nhân. Thế nào,
Thế nào là các pháp tương ưng nhân mà phi nhân? Những pháp nào tương ưng với các pháp nhân ấy? Ngoại trừ các pháp ấy, tức thọ uẩn, ba chấm trùng thúc, ba chấm thúc uẩn. Đây là các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Giống y hệt câu nãy. Chỉ là nãy xài chữ chữ khác nhau thôi. Thay vì nãy là xài sao? Là hữu nhân, thì bây giờ người ta xài cái chữ đó là tương ưng nhân. À, vậy thôi, vậy tương ưng nhân thôi. Thì mình cũng ôn lại cái sáu cái nhân đó, rồi mình xem coi cái nhân nào nó có tương ưng được với nhau, rồi nhân nào nó không, trong trường hợp nào nó không tương ưng được với nhau. Thì chúng ta thấy là nhân tham nó tương ưng được với nhân si và ngược lại, nhân sân nó tương ưng được với nhân si và ngược lại. Chỉ có nhân si ở trong tâm si á, nó không tương ưng được với nhân nào. Nhân vô tham, vô sân, vô si á, thì nó tương ưng được với nhau. Ở trong tâm tình hảo ly trí thì vô tham, vô sân nó tương ưng được với nhau. Nhưng mà trong tâm tình hảo hợp trí thì vô tham, vô sân, vô si là nó tương ưng, cả ba trường hợp nó tương ưng với nhau. Thì từ đó mình có chi pháp thôi. Nó cũng là gì? Cũng là tâm sở tham sân si và vô tham vô sân vô si. Chỉ ngoài trừ ở trong trường hợp tâm sở si trong tâm si. Rồi tương tự ở trong trường hợp là các pháp tương ưng nhân mà phi nhân. Tương ưng nhân mà phi nhân thì nó cũng là 12 tâm bất thiện và 91 tâm tình hảo. Nếu mà chúng ta gom lại thì nó là 103 tâm hữu nhân. Tìm trừ ra gì? 103 tâm hữu nhân tìm trừ ra gì? Đúng rồi. Chúng ta nhớ đó là trừ 6 tâm sở mà nó đóng vai trò là nhân. Thì cái nhị đề này thì nó giống như cái nhị đề hồi nãy, chỉ có điều là xài từ ngữ khác nhau. Một cái là xài nhị đề nhân hữu nhân, còn là nhị đề nhân tư ưng nhân, nó chỉ từ ngữ như vậy thôi. Sư, như cái tiêu đề bị mất hả sư? Hai tú hả sư? Bị mất gì? Đó, ở trên nó ná trá hai tú. Hai tú mới đúng. Lại do cái về tên gọi thì chúng ta thấy là ở đây cái tên gọi của nó đó là nhị đề nhân và tương ưng nhân, trong khi đó câu pháp thì nó có là nhân tương ưng nhân và nhân tương ưng nhân và phi nhân. Cho nên ở đây cái tên của nó là cũng chỉ lấy là tên của một câu pháp để đặt tên cho tiêu đề, cho nhị đề. Cho nên ở đây nó vẫn là tên, nó là chiếc bán. Về chi pháp thì chúng ta thấy là nó cũng không lấy hết pháp chân đế, tức là nó bỏ lại 18 tâm vô nhân và các tâm sở phối hợp, rồi 28 sắc pháp và niết bàn. Cho nên ở đây nó là hữu duyên. Chiếc bán hữu chiên. Thì đó là nhị đề thứ năm. Bây giờ học luôn cái còn lại ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám. Thứ sáu chiêu mở.
sao cái gì để có sao ta. Còn tí học cho nó xong luôn. Ngộ ghê. Nhị đề thứ sáu đó là nhị đề phi nhân hữu nhân na hê tu sa hê tu cá đúc cá, thì mình có hai câu pháp đó là na hê tu kho panna tham ma sa hê tu ca phí sa hê tu ca phí. Cái phần ở trong phần bài bài đọc đó trong phần bài đọc thì vì các ngài trình bày tóm tắt ở trong này thì mình liệt kê lại chi tiết để mình có hai câu pháp rõ hơn. Thưa sư, chưa mở mic thưa sư. Ở trong phần bài đọc lúc nãy thì mình có là na hê tu ca kho pa na tham ma sa hê tu ca pi a hê tu ca pi, tức là cái ngài trình bày tóm tắt như vậy. Anh nghĩ mình chia ra thành hai câu pháp để mình đúng theo cái tiếng Việt của mình, đó là mình phải lặp lại câu trên, tức là na hê tu kho pa na tham ma, nhưng mà ở đây nó là vô nhân cho nên mình xài lại cái chữ đó là hê tu ca pi a hê tu ca pi. Thì ở trên đó là hữu nhân thì là sa hê tu ca pi. Trong bài đọc thì mình soạn theo cái bản gốc thì mình soạn nó như vậy, còn ở đây nếu mình muốn chia ra câu pháp thì mình phải lặp lại. Tại thường ở trong Bali nếu mà trùng với nhau thường là không có lặp lại mà lấy luôn cái ý đó. Ví dụ như là thay vì phải lặp lại nguyên cái câu này thì người ta chỉ sử dụng cái chữ pi rồi xài lấy cái chữ ahetuka thôi, tức là cũng giống như vậy. Nhưng mà ở đây nó là vô nhân. Thì ở câu 11 đó, chúng ta có là các pháp phi nhân mà hữu nhân, tức là nó không phải là nhân, nhưng mà ở đây thì sao, nó là tương ưng nhân hay là hữu nhân, tức là có nhân tương ưng. Rồi câu số 2 là sao, các pháp phi nhân và vô nhân, tức là nó không có nhân tương ưng mà nó là vô nhân luôn. Nó là vô nhân, tức là nó không đóng vai trò là nhân mà nó cũng là vô nhân,
tức là không có nhân tương ưng. Dạ. Để ở đây xem cái mười hai tâm bất thiện, 40 tâm dư thế, ngã tâm sở phối hợp, thì chúng ta thấy các pháp này nó làm sao? Các pháp này nó không phải là đóng vai trò là nhanh, nó không đóng vai trò là nhanh, nhưng mà nó gì? Nó hữu nhanh hay là nó tương ưng nhanh? Nó không đóng vai trò là nhanh, nhưng mà nó hữu nhanh hay là nó tương ưng nhanh? Thì giống như cách mình trình bày lúc nãy, 12 tâm bất thiện nó tương ứng với ba nhanh hay là nó có ba nhanh. Rồi các tâm tình hảo, 91 tâm tình hảo thì nó cũng có ba nhanh. Thì 103 tâm này, 103 tâm này nó không đóng vai trò là nhanh, nhưng mà nó hữu nhanh hay là nó tương ứng nhanh. Thì tương tự cái chi pháp mình liệt kê như vậy rồi thì chi pháp nó cũng vậy. Còn ở trong trường hợp thứ hai á, ở trong trường hợp thứ hai là sao? Các pháp vừa không đóng vai trò là nhanh mà phi nhân phải hữu nhân đâu sư. Cái này lộn. Phi nhân hay là vô nhân? Vô nhân. Vô nhân để tả Hetuka này mình xài chữ vô nhân. Cái này là nó đang kể chi pháp mà của thằng cái này hữu nhân. Cái này cái chi pháp của hữu nhân, cái này lộn. Các pháp phi nhân mà hữu nhân. Ở cái này của chi pháp hả? Dạ. Cái này là cái chi pháp của câu 10, số 11 thì là đúng rồi. Dạ. Phần đúng. Cái phần này là chi pháp ha, phần chi pháp của cái câu 11. Tức là 103 tâm. Nãy là liệt kê chi tiết thôi, cái này mình gom lại ha, cùng đúng dạ. Tâm tình hảo. Thì phải trừ cái sáu nhân này. Tại cái sáu nhân này nó là gì? Nó là vừa là nhân vừa là hữu nhân, chứ mình phải bỏ nó ra, bỏ nó ra. Tại đây nó có chữ phi nhân này, cho nên mình lấy sáu này không được, sáu này không được. Rồi cái câu 12, các pháp phi nhân mà vô nhân thì nó vừa không đóng vai trò là nhân tương ưng mà nó là vô nhân nữa, thì nó lại gì? Là các pháp nào? 18 tâm vô nhân. Đúng rồi, 18 tâm vô nhân. Nó được cái dễ là nó có cái chữ vô nhân này nè, cho nên mình biết ngay đó là 18 tâm vô nhân. Rồi cũng các tâm sở phối hợp với nó ha, các tâm sở phối hợp với nó. Rồi có còn gì nữa không? 28 sắc pháp và niết bàn. 28 sắc pháp. Tại 28 sắc pháp nó cũng là không đóng vai trò là nhanh mà nó cũng là vô nhân. Rồi tương tự với niết bàn. Như vậy ở trong câu pháp này về tên gọi, tên gọi, tại tên gọi ở đây nó là nhị đề phi nhân hữu nhân, nhưng mà trong câu pháp thì nó có trường hợp đó là phi nhân và vô nhân nữa, cho nên nó lấy chỉ lấy tên của một câu pháp để đặt thôi. Thì tên của nó là chiếc bán, nhưng mà nó là vô dư hay là hữu dư? Thưa sư, hữu dư. Hữu dư, hữu dư là còn dư gì? Sáu nhân. Mình nó còn dư đó là sáu pháp mà đóng vai trò đó là nhanh. Nó đóng vai trò là nhanh. Cho nên ở đây nó là hữu dư ha, chiếc bán mà hữu dư. Thì đó là sáu nhị đề ở trong tụ nhanh. Sáu nhị đề trong tự nhân thì đó là mình kết thúc kỳ tụ đầu tiên, như là mình có tất cả là 12 hay là 13 phần gì đó. Để xem lại đây, ở đây nó không có rồi. Thôi mình tạm kết thúc bài học ở đây, thì sau chúng ta học tiếp. Xin trả mic lại cho lớp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa đủ. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và ăn vui ạ. Dạ, bây giờ xin mời Ngọc Trân thay mặt lớp học thực kinh hồn ứng phước chư thiên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ sư và xin kính chào cả lớp. Con xin thay mặt lớp tụng kinh hồn ứng phước báo đến chư thiên. Akasatha chopamatha diwanaga mahithika bunyang no anomodang tuchirang rakhan tusasanang Akasatha chopamatha diwanaga mahithika bunyang no anomodang tuchirang rakhan tunogaru Akasatha chopamatha diwanaga mahithika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha chapamatha diwanaga mahithika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu panino Akasatha chapamatha diwanaga mahithika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hu tuana gate kale. Sa thu. Dạ, thời kinh hồi hướng phước chư thiên đã tụng đọc xong. Dạ, xin mời lớp nghỉ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Kính chào cả lớp cũng được nhiều sức khỏe.